đương hiếu ư Phật Thường niệm sư ân Truyền thống giáo dục Trực chúng đức bổn Bài nói chuyện tại Pháp hội Kỷ niệm ân đức thiện hộ Của chư vị sư trưởng Chủ giảng là Pháp sư tịnh không Thời gian Ngày 5 tháng 3 Năm 2019 Địa điểm tịnh tông Học viện Úc Châu Các vị dị... Pháp Sư Tôn Kính Chư vị quan khách Chư vị đồng tu Xin chào mọi người Hôm nay Học viện Tịnh Tông Cử hành Pháp hội kỷ niệm Ân đức thiện hộ của chư vị Sư trưởng Năm 2019 Tịnh không Rất vinh hạnh có thể cùng mọi người tề tụ tại nơi đây được nói vài lời với mọi người thời gian trôi qua thật là nhanh lần trước quay trở về tôi huynh ba úc châu tham gia pháp hội kỷ niệm ân đức thiện hộ của chư vị sư trưởng đã được hai năm rồi hai tháng trước pháp sư ở học viện hỏi tôi có thể tham gia pháp hội kỷ niệm nhớ ân năm nay hay không tôi nói nhất định được vì sao vậy bởi vì làm người không thể quên nguồn gốc Đời này của tôi Nếu như nói có được một chút thành tựu Thì đều là do Gặp được Ba vị thầy Đồng thời Còn được sự hộ trì Đắc lực trong 30 năm Của hàng quán trưởng Tôi từ nhỏ đã thích đọc sách nhưng bất hạnh thay, gặp phải chiến tranh nên đành phải thất học. Mặc dầu như vậy, tôi không hề rời sách vở. Chưa từng bỏ ý niệm cầu học. Năm 26 tuổi, tôi may mắn được học triết học với giáo sư Phương Đông Mỹ. Phương lão sư rất từ bi, nhìn thấy tôi thật tâm muốn học nên để tôi đến nhà của thầy mỗi ngày chủ nhật thầy dạy riêng cho một mình tôi hai giờ đồng hồ một đời này tôi niệm niệm cảm ơn thầy lúc tôi còn trẻ có thành kiến rất sâu cho rằng tôn giáo Đều là mê tín Nếu như không nhờ Tiên sinh phương Đông Mỹ Nói với tôi rằng Thích Ca Mâu Ni Phật Là nhà triết học Vĩ đại nhất Học Phật là sự hưởng thụ Cao nhất của đời người Dẫn dắt tôi vào cửa Thì đời này của tôi Sẽ không có duyên đối với phật giáo sau khi vào cửa phật chân thật học phật tôi chỉ có hai vị thầy vị thứ nhất là chương gia đại sư tôi sâu sắc nhận được lợi ích từ sự dạy dỗ của ngài tôi theo ngài học ba năm ba năm đó tôi đối với phật pháp vẫn chưa có sự tín ngưỡng Ngài vô cùng từ bi Đắp xây dưỡng chắc Nền tảng Phật Pháp cho tôi Ngài khuyên tôi xuất gia Khuyên tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật Một đời giảng kinh dạy học Dạy tôi nhìn thấu buông xuống Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Thì tổng cương lĩnh chính là hai câu nói này. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Buông xuống là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Thấy đều buông xuống, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đây mới là chân thật tu hành những đạo lý này chúng ta có biết hay không biết nhưng không làm được vì sao vậy bởi vì cái rễ của vọng tưởng phân biệt chấp trước quá sâu thời gian lại quá lâu nên đã biến thành tập khí Hãy vừa tiếp xúc Thì liền mê hoặc Cứ mãi chạy theo Thói quen cũ Phiền phức là ở chỗ này Vậy thì làm thế nào đây? Chính chúng ta Cần phải có tính tâm Có quyết tâm và nghị lực Thực sự Không nên sang tạp chúng ta hãy học một môn thôi cần phải trường kỳ huân tu nên nghe kinh nhiều nghe kinh giúp chúng ta nhìn thấu thực tiễn vào trong cuộc sống tham sân si mạng ngũ dục lục trần những ý niệm này vừa khởi lập tức chuyển thành a di đà phật ý niệm thứ nhất tuy là bất thiện thế nhưng ý niệm thứ hai là thiện mỗi niệm khiến cho câu a di đà phật nói tiếp nhau đây chính là buông xuống phải thật có sự bền lòng thời gian lâu dần sẽ dưỡng thành thói quen đây chính là Câu nói của lão cư sĩ Hà Liên Cư Biến cái xa lạ thành quen thuộc Chuyển cái quen thuộc thành xa lạ Mỗi ngày rèn luyện Mài dũa Mài nhẵn rồi thì thành tựu thôi Tôi tin tưởng vào thầy của mình Chân thật nghe lời thầy Thầy bảo tôi buông xuống Tôi thật sự buông xuống cả một đời không tranh với người không quản người không quản tiền không quản sự được đại tự tại tâm địa dính viễn gìn giữ được thanh tịnh bình đẳng giác được Thọ dụng rất lớn giảng kinh dạy học 60 năm không nhận đồ đệ không xây chùa miếu Cúng dường của thập phương Đều đem đi in kinh Làm trường học Cả một đời không vì chính mình mà suy nghĩ Như vậy chúng ta không cần lo lắng một chút nào Cả một đời Đều do Phật Bồ Tát an bài Phật Bồ Tát chăm sóc Sau khi chương gia đại sư Viên tịch, tôi đến Đại Trung học tập kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư lý đã nói với tôi rất nhiều lần. Ngài nói tương lai con giảng kinh, nếu như giảng tốt, thì sẽ đi vào bước đường cùng. Sau này câu nói này của thầy quả thật ứng nghiệm khi tôi lâm vào bước đường cùng thì gặp được hàng quán trưởng nếu như không có bà thì tôi không thể nào giảng kinh không gián đoạn được tôi từ thầy học được bố thí trì giới nhẫn nhục Tinh tấn, thiền định, bát nhã Đều áp dụng thực tiễn vào đạo tràng của hàng quán trưởng Nếu như không có 30 năm này Thì làm sao có thể đoạn được Tập khí viền não đây Tôi vô cùng cảm ơn sự hộ trì của bà Trong quá trình tu học thành tựu hộ pháp còn quan trọng hơn hoằng pháp muốn chân thật biết cách thiện hộ thì cần phải có kinh giáo làm nền tảng có trí huệ chân thật có thể phân biệt đúng sai cần có công phu định lực chân thật không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài như vậy mới có thể hộ trì được tốt hộ trì vững chãi nhất định cần phải khiến cho hết thảy pháp mà bạn hộ trì hết thảy người mà bạn hộ trì cần giúp họ được hỷ lạc thanh tịnh thì trách nhiệm hộ trì của bạn mới trọn vẹn nếu như người hộ pháp không thông kinh giáo hộ pháp sai lầm thì sẽ chướng ngại cho người hoàng pháp cái tội nghiệp này không biết nặng đến bao nhiêu người hoàng pháp Cần phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Giống khổng tử Thân hành ngôn giáo Trước tiên chính mình phải làm được Tịnh Tông Nếu muốn phát dương quan đại Có thể duy trì được dài lâu Thì chúng ta Cần phải làm được điều gì? Cần phải làm được tam phước Lục hòa tam học luật độ phổ hiền thập nguyện phải làm đến được thì bạn mới là đại đức tịnh tông thực sự đạo bồ tát khó hành người phát tâm thì rất nhiều nhưng người thành tựu không nhiều nguyên nhân do đâu do từ nhỏ họ không nhận được giáo dục cấm rễ Kinh giáo và giáo dục thánh hiền Họ nửa đời người mới được học Họ không có gốc Lại gặp các chướng ngại trong xã hội Tà tri tà kiến Sự dụ hoặc của tài sắc danh lợi Có thể không động tâm được sao Hãy động tâm thì xong rồi Điều này vô cùng đáng tiếc vào thời xưa vì sao có rất nhiều người trong lịch sử như vậy biểu diễn ra cho chúng ta xem cho dù sự vụ hoặc và tai nạn lớn đến đâu họ cũng không thay đổi khí tiết vì sao vậy vì họ đã cấm cái gốc ở giáo dục luân lý đạo đức Từ nhỏ họ đã tiếp nhận Sự giáo dục văn hóa truyền thống Đã được cấm rễ sâu rồi Đối với giáo dục này Tôi thật may mắn Cũng được thụ hưởng một phần bên rìa Tất cả thành tựu ngày nay của tôi Đều nhờ vào sự cấm gốc Từ giáo dục văn hóa truyền thống Được cấm cái gốc Hiếu thân tôn sư Điều mà Chân thật hộ trì tôi Chính là cái nền tảng này Nếu rời khỏi cái căn gốc này Thì tôi đã không thể gặp được Ba vị thầy của tôi cho dù gặp được Thì cũng luống uổng mà thôi Cả cuộc đời này của tôi Chính là một minh chứng rất tốt Chứng minh Giáo dục văn hóa truyền thống Là báo vật Nó mang đến Phước báo chân thật cho chúng ta Mang đến hạnh phúc chân thật cho chúng ta nó không những giúp ích cho cá nhân chúng ta Mà còn có thể ảnh hưởng đến thế giới Giáo dục văn hóa truyền thống Không phải là giáo dục kỹ thuật hiện nay Mà là giáo dục thánh hiện Chúng ta nhất định không được xem thường sức mạnh của nó Nó chân thật có thể cứu quốc gia Cứu thế giới người mà nó bồi dưỡng ra là thánh hiền quân tử thành quả dạy học của nó là khiến cho người người đều có thể trở thành người tốt đồng thời còn khiến cho mỗi một người đều có thể ở trên cương vị công tác của chính mình cống hiến tâm lực cho sự an định và hài hòa của toàn thiên hạ Kế thừa văn hóa truyền thống Không để cho nho thích đạo bị đoạn diệt Chúng ta cần phải khôi phục lại hiếu đạo và sư đạo Cần khôi phục lại giáo dục văn hóa truyền thống Chính là tìm về với lý niệm giáo học tư thục Và phương pháp giáo học trước đây chỉ có như vậy Thì ba nhà nho thích đạo Mới có thể được tiếp nối dài lâu Mới có thể giúp cho Cứu vớt thế đạo nhân tâm Khiến gia đình hạnh phúc Xã hội an định Quốc gia hưng vượng Thế giới an định hòa bình Muốn quay về với giáo dục như vậy Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống Trường học hoàn chỉnh một vị thầy có đạo đức Có học vấn dạy cho học sinh Từ nhỏ đến lớn Các em mẫu giáo Sau khi tốt nghiệp thì vào tiểu học Chúng ta làm tiểu học Làm xong tiểu học thì làm trung học Xong trung học thì làm đại học Bắt đầu Từ lúc 2-3 tuổi rồi đến mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học Dạy một bạch cho đến lúc thành niên Chỉ chiêu sinh Các em mẫu giáo Không được học xen giữa chừng Trường tư tục trong mấy nghìn năm qua Chân thật chính là Một hệ thống giáo dục Có tính dây chuyền khép kín Và hoàn chỉnh như vậy việc dạy học được chia thành ba giai đoạn tiểu học trung học đại học mỗi giai đoạn đều là sáu năm trẻ em từ hai ba tuổi cho đến tám tuổi thuộc về giai đoạn tiểu học cần được cấm gốc làm người giáo trình là bộ thánh học căng chi căng nội dung dạy học là luân lý đạo đức mục tiêu dạy học trọng tâm của giai đoạn này là làm cho trẻ hiểu rõ mối quan hệ giữa các em và cha mẹ cho đến quan hệ giữa các em và thầy cô Phải đem cái gốc hiếu thân tôn sư Cấm vào trong tâm của trẻ Từ 8 tuổi đến 14 tuổi Là giai đoạn trung học Cấm rễ sự nghiệp Giáo trình tu thân Chủ yếu là tứ thư ngũ kinh Đồng thời phải cho học sinh học tập Giáo dục nhân quả giáo dục của giai đoạn trung học cần bồi dưỡng cho học sinh năng lực làm việc khiến cho học sinh có đức hạnh, có năng lực mưu sinh trong xã hội. Tiếp theo đó, từ 15 tuổi đến 20 tuổi, đây là giai đoạn đại học. Học tập làm thế nào, tề gia trị quốc bình thiên hạ giáo trình thì dùng bộ quần thư trị yếu trong ba giai đoạn dạy học này học sinh học tập những giáo trình này cần phải học thuộc có thể giảng đồng thời có thể thực tiễn những lời dạy trong sách vào trong cuộc sống hằng ngày sau khi tốt nghiệp tiểu học học sinh hiểu được luân lý đạo đức lời nói hành vi cử chỉ của các em rất giống một vị thánh hiền là tấm gương của đại chúng ở trong xã hội sau khi tốt nghiệp trung học các em có năng lực nuôi sống gia đình không có lo lắng về cuộc sống tốt nghiệp đại học các em sẽ có năng lực và trí huệ trị quốc bình thiên hạ lối giáo dục truyền thống này mục đích của nó là bồi dưỡng con người trở thành quân tử hiền nhân cho đến thánh nhân đưa xã hội và đất nước về hướng an định hài hòa loại giáo dục này trên thế giới là độc nhất vô nhị chúng tôi mong muốn mở rộng nó đến từng quốc gia hiện nay đài loan đã làm ra một tấm gương đó là trường trung học thực nghiệm cao cấp hoàng minh đó là một hệ thống giáo dục có tính dây chuyền khép kín và hoàn chỉnh làm rất thành công trường học này do học trò của lão sư lý bỉnh nam làm tôi đến nơi đó tham quan nhìn thấy học sinh ở nơi đó xác thực là ưu tú đều rất lễ phép rất biết làm người Vô cùng hiếm có Khuyết điểm duy nhất Của trường học này Là Nó chỉ có Cấp mẫu giáo cho đến cấp 3 Không có đại học Tôi động viên ngày hiệu trưởng Nên làm đại học Làm đại học khó Điều kiện cần phải có rất nhiều Cho nên chúng tôi dùng phương thức của lớp bồi dưỡng quốc văn của lão sư lý làm ở đại trung năm xưa để làm đại học lớp bồi dưỡng quốc văn của lão sư lý dùng bộ giáo trình cổ văn quán chỉ những nhân tài xuất thân từ lớp bồi dưỡng này có tư cách vào hán học viện đảm nhiệm chức giáo sư Tôi nói với Ngài Hiệu trưởng Chúng ta y theo phương pháp này của Lão Sư Lý mà làm Lớp bồi dưỡng quần thư trị yếu Lớp bồi dưỡng này chính là đại học của chúng ta Học sinh trong lớp này dùng thời gian 6 năm chuyên học tập Bộ quần thư trị yếu Tương lai những học viên tốt nghiệp lớp bồi dưỡng này có tư cách đảm nhiệm chức giáo sư trong lĩnh vực hán học giảng dạy ở đại học cần phải có học lực có kinh nghiệm những việc này có thể do hán học viện của chúng ta đảm trách học viện có thể cấp học vị tiến sĩ cho những người tốt nghiệp cũng có thể Mời họ đến dạy học Cho nên Làm lớp bồi dưỡng thay thế cho đại học Con đường này đi được thông Chúng tôi ở Tô Quên Ba Đã 18 năm rồi Ở nơi đây đoàn kết tôn giáo Đoàn kết chủng tộc Cư dân ở nơi đây Có tính tâm đối với chúng tôi Hiện nay Tôi mong muốn là một hệ thống trường học Có tính dây chuyền và hoàn chỉnh Bồi dưỡng nhân tài Truyền thừa văn hóa truyền thống Nguồn giảng viên của trường Có thể cho các tiến sĩ Tại Hán học viện của chúng ta Đảm nhiệm Nếu Úc Châu Có thể làm ra tấm gương thì sẽ ảnh hưởng liên hiệp quốc đây là việc lớn chúng tôi hy vọng giúp các đại sứ liên hiệp quốc đều có thể nhận thức được giá trị của hệ thống trường học có tính dây chuyền khép kín và hoàn chỉnh này hy vọng mỗi một quốc gia trên thế giới này ít nhất mỗi nước có một hai hệ thống trường như vậy muốn hóa giải chiến tranh đấu tranh trên thế giới nhất định cần dựa vào giáo dục văn hóa truyền thống lịch sử huy hoàng trong năm ngàn năm qua đều là dựa vào giáo dục nhờ vào những thầy cô giáo tư thục này hy vọng là toàn thế giới đều nhận thức đều nỗ lực tiến tới phương hướng này sự nghiệp giáo dục này nếu như được thực hiện thì chúng ta có thể nhìn thấy được thế giới đại đồng sự nghiệp này là vô lượng công đức chúng tôi tại liên hiệp quốc đoàn kết tôn giáo thế giới Đề xướng văn hóa truyền thống Hy vọng trong thời gian 10 năm Hy vọng nhìn thấy tôn giáo Tây Phương Và nho thích đạo của Đông Phương Làm ra cống hiến to lớn Cho sự an định và hòa bình của toàn thế giới Chúng ta dùng điều này Để báo ân sư trưởng Báo ân cha mẹ báo ân hộ pháp và báo ân đức tổ tiên sau cùng tình không tại nơi đây kính chúc pháp hội hệ niệm ân đức chư vị sư trưởng và hàng quán trưởng thuận lợi viên mãn kính chúc chư vị pháp sư chư vị đồng tu tại nơi đây đạo nghiệp tinh tấn Phước huệ tăng trưởng Tịnh mãn viên thành Quang thọ vô lượng Chúc cho các tôn giáo Chủng tộc Văn hóa có thể đối đại bình đẳng với nhau Cùng chung sống hòa mục Chúc cho Úc Châu Và các quốc gia trên thế giới Quốc vận hưng long Quốc thái dân an Chúc cho thế giới an định, hài hòa, thịnh thế, đại đồng. Xin cảm ơn mọi người. ẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật